Đó, bạn quay trở lại với buổi học về PP cơ bản. Thì buổi học ngày hôm trước thì chúng ta đã tiến hành là hiển thị dữ liệu trong bảng category, sau đó sẽ tiến hành là tạo mới thêm một cái bản ghi vào trong cơ sở dữ liệu và update và xóa cái bản ghi đấy khỏi cơ sở dữ liệu. Thì đến buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần create và update này. Thì chúng ta sẽ tiến hành là thêm upload, sẽ tiến hành upload cái ảnh lên cho sản phẩm và lưu cái đường dẫn ảnh xuống cơ sở dữ liệu. Và sau đó mình sẽ lấy nó ra ở phía index ở đây. Ok, thì mình đầu tiên thì chúng ta test qua lại cái dữ liệu của chúng ta, những cái chúng ta đã làm được ở những cái buổi trước. Thì ở đây mình sẽ vào đường dẫn. Đây thì những cái mà chúng ta đã làm được buổi trước là đầu tiên là chúng ta hiển thị toàn bộ dữ liệu này. Xong sau đó có một cái màn hình create để new để save dữ liệu mới vào này. Sau đấy là chúng ta có cái màn hình update này. Và cái hành động là remove cái dữ liệu đi ra khỏi cái cơ sở dữ liệu. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành upload ảnh. Thì chúng ta tiến hành từ đây trước đi, create. Thì hôm trước tôi đã tạo chúng ta một cái input type bằng file, kết có ID này, có name này. Nhưng mà chúng ta nhớ là với cái form hiện tại của chúng ta như này, form nó chỉ có một action và method, thì chúng ta không đẩy được bất kỳ một cái file hoặc một cái folder nào lên hết, mà nó cần phải có thêm một attribute nằm ở trong cái form này thì chúng ta mới đẩy được đi. Các bạn cần phải nhớ cái điều này. Thì chúng ta cần thêm một cái attribute nữa là increase type, nó là multi path, multi path cái gì nhỉ, tôi không nhớ lắm. Multi path form data, form data. Thì đến lúc này ở phía dưới này chúng ta mới nhận được cái dữ liệu là cái file, thì chúng ta có thể test ở đây. Vadam đô la gạch dưới file, tôi đai luôn đây để cho nó khỏi ảnh hưởng đến những dữ liệu. Thì tôi sẽ lấy ra cái màn hình ở đây đi. Đây thì tôi sẽ tiến hành là chạy lại cái màn hình này, dữ liệu đây của tôi là một cái file. Chúng ta có thể open with photo đi. Nó hơi nhỏ một chút. Đây đi, open từ open with pen đi, xem là đây là cái ảnh như này. Rồi ok, bây giờ chúng ta tiến hành chọn nó để update lên này. Xong rồi sau đây chúng ta có một cái description nào đấy, create. Đó, các bạn có thể thấy chúng ta đã có một cái array. Cái này chính là cái name ở đây này, cái kết img này. Trong cái array này nó chứa các cái element là name này, chính là cái tên của cái file up lên, type nó dạng ảnh, TMP name tức là cái đường dẫn tạm thời lưu ở trên cái thư mục TMP của server ấy. Đây chúng ta có size của nó là 6511 là 199 kilobit. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lưu nó xuống. Hiện tại tôi sẽ để giữ nguyên tên. Lưu nó xuống thì chúng ta sẽ tiến hành, đầu tiên tôi sẽ lấy ra một cái, tôi sẽ tạo một cái biến tên là target directory, nó sẽ bằng với đường dẫn đến thư mục. Chúng ta để ý nhá, hiện tại chúng ta đang nằm trong cái thư mục là kết, nó cái thư mục là kết này. Thì nếu mà chúng ta lưu trực tiếp xuống thì nó sẽ nằm luôn trong cái thư mục kết này, nhưng mà tôi không muốn cái điều đấy, mà tôi muốn cái đường dẫn của tôi ấy, nó sẽ nằm ngoài cái thư mục tra ở đây.
Giờ đây tôi đã tạo ra một cái thư mục tên là upload. Ở trong upload nó có một cái, tôi tạo một cái thư mục con tên là category. Tôi muốn tạo nó lưu cái ảnh up lên vào đây. Thì chúng ta để cái tầng của chúng ta nhé. Chúng ta đang ở file create này. File create bây giờ muốn ra ngoài và muốn file vào file category này. Chúng ta tiến hành là chấm chấm sược, tức là lùi lùi cái thư mục của chúng ta ra ngoài một thư mục, sau đó là upload sược kết category sược cái nữa. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ lấy ra cái tên của cái file ảnh hiện tại thì nó sẽ là tag file sẽ bằng đô la này, hình dưới này, file file à không, chúng ta sẽ lấy luôn cả cả cái cục này, lấy luôn đường dẫn đến nó đây, target dir nối chuỗi. Xong rồi chúng ta sẽ có một cái base base name bằng cái này. Chúng ta copy cái name của thằng này ra, vứt vào đây và chúng ta để ý ở đây nó có cái name này, thì chúng ta lấy ra name. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xếp nó xuống, xếp thẳng luôn cái file này xuống. Thì chúng ta sẽ làm như sau này, sử dụng cái hàm là move upload the file, được chưa? Upload được file, cái giám trị tham cái tham số đầu tiên của nó là cái chỗ chỗ để hiện tại của cái file đấy, tức là để ở trong cái chỗ này này, tmp name này, tôi copy nó, tôi vứt vào đây luôn, thì nó sẽ là đô la gạch dưới file đóng mở ngoặc, đây là kết img đóng mở cái tmp name, destination là chỗ chúng ta sẽ đặt cái file đấy, thì chúng ta copy cái thằng này, copy target file này, paste vào đây để kiểm tra xem là tôi đã up thành công hay không. Thì tôi sẽ biến lấy một cái biến re-upload upload được bằng. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành là va đăm cái biến upload được kia. Tôi đai luôn để cho chúng ta có thể test ngay. Chúng ta để ý ở đây cái kết tô chúng ta chưa có gì. Tôi sẽ vào lại từ đầu. Đây, cái file này. Đẩy lên. Chúng ta đã nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái file. Đây là cái ảnh của chúng ta. Giống y xì cái ảnh mà lúc nãy tôi show của chúng ta đấy. Ok chưa? Thế là chúng ta đã đẩy được cái ảnh lên server rồi. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chúng ta sẽ gặp cái trường hợp nó như sau. Nếu mà nhiều cái category hoặc là nhiều cái sản phẩm của chúng ta nó đẩy lên những cái ảnh nó giống nhau, điều đấy hoàn toàn có thể, và đẩy lên những cái ảnh giống nhau thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp là ảnh nó sẽ bị đè, ảnh nó sẽ bị đè, xin lỗi, ảnh nó sẽ bị đè lên và những cái ảnh cũ nó sẽ bị mất, những cái ảnh có tên tên trùng như vậy nó sẽ bị mất đi. Thế cho nên là chúng ta cần phải đặt cho nó một cái tên nó là duy nhất. Thì cái cách đơn giản nhất là chúng ta sẽ lấy ra cái mốc thời gian hiện tại tính bằng giây hoặc mili giây để gán cho cái tên này. Tất nhiên chúng ta vẫn giữ đuôi ảnh. Thì như vậy thì cái file của chúng ta nó sẽ luôn luôn là duy nhất ở trên server. Thì chúng ta tôi có thử dụng như này. PHP second Italy millisecond. Đây chúng ta có cái biến micro time này. Cái hàm micro time. Ok, chúng ta thử test xem nó ra cái gì.
chúng ta có thể vào psptester.net, lấy bạn version giống như chúng ta đi, chúng ta va đăng cái này ra xem nó ra cái gì. Ok, để chúng ta ra một cái thông số này, chúng ta có thể chạy lại lần nữa thì nó sẽ ra cái số khác, nên không bao giờ lo nó bị trùng 04. Ok chưa? Thì bây giờ để cho cái tên của cái ảnh nó ổn thì chúng ta sẽ replace cái khoảng trắng và cái dấu chấm này thành ký tự gạch chân. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Tôi sẽ lấy cái là một cái biến tên là micro time sẽ bằng cái này. Ok. Xong rồi sau đấy tôi sẽ tiến hành là file name micro time, tôi sẽ bằng replace à, search lại chút php replace string này, str replace bằng str replace. Replace cái gì đây, chúng ta từ đây là chúng ta có ba tham số này, chúng ta sẽ truyền vào đây. Tham số đầu tiên là dấu cách, tham số số 2 đó là dấu gạch chân, tham số thứ ba nó là cái biến micro time chúng ta. Đồ là thiếu cái này, tên này. Ok, bây giờ chúng ta đã đổi được cái dấu chấm thành cái dấu cách thành cái dấu gạch ngang. Tiếp theo tôi duplicate nó lên. Duplicate thằng này lên. Tôi replace nốt cái dấu chấm. Thành dấu gạch ngang. Để chúng ta có thể test nó xem nó là vòng bao nhiêu. Thử lại nhé, F5 này. Ok. Ok, bây giờ chúng ta chỉ việc là cộng với cái đuôi của file thôi. Việc lấy đuôi của file, lấy cái đuôi của file thì chúng ta cũng có cách để sử dụng để lấy ra. Ví dụ như thế này, chúng ta có cái hàm, tôi bỏ qua này đi, đấy ta git điều của chúng ta vẫn giữ nguyên rồi. Ok, chúng ta sẽ lấy ra cái sử dụng cái có biến extension sẽ bằng cái base name này, tôi cắt nó đi. Chúng ta có một cái hàm là path info của cái base name. Ok, bây giờ chúng ta có thể check cái nào nhỉ? Đây, bằng cái này tôi comment tạm cái dòng này vào đã, lại va đăm. Đây, biến là extension. Chúng ta tiếp tục F5 cái này. À, cái gì đây? Extension của cái này. Có phải không? Thử chạy lại nhé. Name. Đây chúng ta có cái extension này. Tôi check xem nào. À,
ta có thể đơn giản sử dụng về từ sớm một chút PHP này, extension for file name. Tôi muốn lấy ra cái đuôi của nó, đuôi chấm gì đấy. Đây, path info. Đây là file name, path info. Đúng đấy mà. Mình làm đâu có sai đâu. Cái file name của tôi nó sẽ chính là cái đây. TMP. Rồi, chúng ta thử lại một lần nữa. F5. Đây, là file TMP thì nó không đúng. Mà chúng ta là phải lấy ra là cái name. Đây, chúng ta đã có cái đuôi PNG đây rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là ghép như sau. Chúng ta sẽ lấy ra một cái file có một cái biến là file name, nó sẽ bằng bằng đầu tiên là bằng cái target điền, target điền cộng với cái gì, cộng với cái micro time, cộng với cái biến micro time tức là cái tên của chúng ta sẽ đặt ra, xong rồi cộng với tiếp cộng với cái extension. Ok, bây giờ tôi sẽ có thể check được file name này của tôi này. Upload category này. À, tôi thiếu dấu chấm, xin lỗi. Xin lỗi chúng ta. Tôi thêm một dấu chấm vào đây. Ok, bây giờ chúng ta đã có cái file này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xếp cái file này xuống thôi. Xếp cái file này xuống đây thôi. Ok. Sau đó tôi tiến hành như sau. If biến là uploaded bằng true thì cái STMP này của tôi nó sẽ là cái khác. Upload được bằng true thì ở đây tôi sẽ đẩy thêm một cái image có value bằng limit else thì tôi sẽ vứt thằng đưa thằng này lên, tức là up ảnh thì tôi sẽ up thêm cái image, còn nếu không thì tôi sẽ không upload, không xếp cái ảnh vào trong DB nữa, nó như nào tôi giữ nguyên như thế. Đây là image này. Đây, nó sẽ bằng cái file name. Ok. Bây giờ chúng ta có thể check. Tôi sẽ bật cái Navigate lên. PHP này. Category. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ test nhé. Chúng ta sẽ đẩy cái ảnh này lên, hoặc là tôi lấy một cái ảnh khác cho nó đẹp đẹp đi. Chúng ta sẽ lấy cái flower. Rất nhiều ảnh hoa. Ok, tôi tải cái ảnh này. Desktop này. Ok. Để tôi đẩy cái ảnh này lên. Rồi. Ok. Up thành công. Đây là cái ảnh, cái đường dẫn ảnh của chúng ta nó ra luôn này này. Thì chúng ta có thể xem trong này nó sẽ có cái ảnh hoa đấy luôn. Ok chưa? Sau đấy thì bây giờ tôi muốn đưa cái này thành một cái ảnh thì tôi làm nào. Ở đây tôi sẽ sử dụng
Đây là cái nào nhỉ? Cái image, cái image. Đây là index của tôi sẽ lấy ra image đây đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đưa nó thành một cái img src bằng này. Chúng ta có thể check. Xem vì sao nó chết nào. src upload. Upload. Chúng ta thử edit nó bỏ cái này đi xem nào. Chúng ta chấm đây nó không ổn lắm. Đây. Chúng ta phải bỏ cái dấu hai chấm ban đầu đi. Thì cũng đơn giản thôi. Đấy là do chúng ta cũng đẩy cái ảnh vào thư mục kia thì khi mà hiển thị thì nó sẽ không lấy ảnh từ cái thư mục đấy nữa. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau. Đơn giản nhất là cái file name này, tôi sẽ tiến hành là replace. Tôi copy cái dòng này. Cái file name của tôi. Sau khi save nhé, chúng ta để ý sau khi save này. Sau khi save thì chúng ta sẽ replace cái gì? Cái chấm chấm sược bằng ký tự không có gì. Sau đó tôi lưu xuống. Bây giờ tôi có thể test lại. Create new. Test upload image. V2. Đấy, chọn cái ảnh đấy. Ồ. Sao thế nhỉ? Tôi check trong DB nào. Không lên à? Không thành công. Tôi thử phá đăng ra đây. Cái file name này. Đây nó ra là upload category. Ở đây. Rất xin lỗi chúng ta. Nó sẽ ra fail bởi vì cái đoạn này là đoạn chúng ta upload ảnh này. Đây, đây mới được. Thì tôi sẽ check lại một lần nữa. Đấy, giờ chúng ta mới được. Thì cái ảnh ở đây chúng ta mới này, ảnh thứ hai up lên. Ok. Chút nữa mình sẽ comment lại cho những cái bước này của chúng ta. Rồi chúng ta chạy thử đã. Test V3 đi. Đây. Đã lên một cái ảnh nữa và chúng ta đã sinh ra cái ảnh này. Cái ảnh này để cho nó nhỏ nhỏ và nó dễ nhìn thì chúng ta có thể set style luôn của nó cho nó trong này. Ở phần index này, img chúng ta có thể set width. Width bằng 200 thôi. Cái gì đây? 200. Vẫn hơi rộng đúng không? Đây nó vẫn bị lỗi. Đây. Cũng tương đối dễ nhìn nhưng mà chúng ta đã up được cái ảnh lên đúng không? Những cái ảnh này còn lại là những cái ảnh đang bị lỗi. Kệ nó không sao cả. Chút nữa chúng ta sẽ update nó. Rồi đây mình sẽ comment lại chúng ta này. Đây là lấy dữ liệu name và description. Tiếp theo là bước này chúng ta sẽ là bắt đầu xử lý ảnh. Cái đoạn này đầu tiên tôi lấy bước 1. Bước 1 là sinh ra cái unique, cái tên duy nhất
từ thời gian. Đó, sau sau đấy đây là sẽ là thư mục chứa ảnh trên server. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy ra đuôi của ảnh, nên là sẽ sinh ra tên ảnh mới dựa trên thư mục cộng với thời gian. Cộng với cái gì? Chúng ta cộng tiếp với cái đuôi này. Ok. Sau đây là chuyển ảnh đang từ thư mục TMP của server sang thư mục mới, thư mục upload phù hợp. Ở đây là thư mục là upload history. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là xóa cái chuỗi trượt sượt khỏi tên này, khi xếp xuống database. Ok, đây, nếu upload thành công thì sẽ upload sẽ xếp hướng dẫn ảnh xuống database. Nếu upload không thành công thì sẽ bỏ qua thông tin của ảnh. Ok, chúng ta nhớ những cái comment này cho tôi. Ở đây chúng ta có những cái cần lưu ý như sau này. Đầu tiên là vào cái form ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý cho tôi về cái increase time multi path form data. Được chưa nhỉ? Xong rồi sau đó chúng ta cần phải lưu ý cho tôi những cái phần này. Đây là các bước để chúng ta có thể lưu được cái dữ liệu của ảnh xuống cơ sở dữ liệu. Ok chưa? Rồi, đấy là chúng ta đã tiến hành xong về cái upload ảnh ở trong create. Bây giờ chúng ta sẽ bê cái nguyên cái thằng này đưa sang cái phần upload update. Chúng ta làm như sau, cũng là increase time multi path form data, đưa sang bên này. Ok, cái name chúng ta để cái name thôi, cái name nó vẫn còn nguyên đây này. Value echo đây nha, ví dụ chúng ta sẽ tiến hành là tắt bớt những cái tab này đi. Tôi update thử này, đây này, nó sẽ mất đúng không? Thì chúng ta kệ nó, không việc gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm lại, lấy copy cái đoạn này từ đây xuống đến đây, copy sang. Ok chưa? Bây giờ chúng ta đã có được một cái file name rồi, chúng ta cũng lại sẽ chạy if biến upload đợt của chúng ta bằng true. Chúng ta sẽ upload luôn cả cái trường emit nó sẽ bằng cái biến emit của chúng ta, where id bằng
và chúng ta thêm một cái param limit bằng cái file name. Còn else thì chúng ta bỏ qua nó đi, không update nó để tránh mất ảnh. Ok, bây giờ chúng ta có thể test. Tôi lấy cái thằng nào không có ảnh đi. Để tôi lấy của ông này, ông không có ảnh. Tôi tiến hành upload ảnh lên cho ông. Tôi lấy một bông hoa khác đi. Flower. Sunflower. Hướng dương đi. Ảo thế. Tôi xếp vào đây. Bây giờ hôm nay tôi sẽ up cái ảnh sunflower này lên. Chúng ta đã có ảnh có cái bông hoa hướng dương này. Update tiếp ông này. Tôi lấy roll đi, hoa hồng đi. Lấy bừa một cái nào đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái roll này. Ok chưa nhỉ? Rồi, tổng hợp lại thì hôm nay chúng ta tiến hành upload một cái ảnh. Nếu có thời gian cho những buổi sau, mình sẽ hướng dẫn chúng ta upload multi ảnh, multimedia, tức là chúng ta có thể upload lên nhiều ảnh cùng một lúc lên trên server. Thì hôm nay chúng ta cần nhớ những cái này cho tôi này. Để upload được bất cứ một cái file nào lên server thì chúng ta cần phải có phần encrypt file. Tiếp theo là sẽ tiến hành bắt đầu lấy ra dữ liệu ảnh được up lên. Thì chúng ta phải sử dụng cái gì? Cái đô la, cái dưới này, file. Tiếp theo là đến tên, cái name của cái input của chúng ta. Và name, trường name thì chúng ta sẽ lấy được cái tên này người ta up lên. Sau rồi sau đấy chúng ta xử lý như sau, lấy sinh ra làm sao sinh ra một cái tên ảnh nó duy nhất này. Xong rồi chúng ta sẽ lưu nó xuống một cái thư mục nào đấy của chúng ta. Tuy nhiên khi mà lưu thì chúng ta lưu ý là cái file đang thực hiện cái việc này nó nằm ở đâu. So với cái thư mục chúng ta lưu ảnh thì chúng ta phải nhớ sử dụng cái đường dẫn tương đối này để trỏ đến cái đúng cái thư mục chúng ta cần lưu ảnh nhá. Nếu không có nó sẽ bị lỗi. Tiếp theo là chúng ta sinh ra một cái file name mới. Thì bằng cách gộp cái thư mục ảnh cộng với cái tên duy nhất chúng ta sinh ra cộng với cái đuôi ảnh. Đuôi ảnh thì chúng ta sử dụng cái path info này. Sau đấy chúng ta sẽ sử dụng cái hàm là hàm move uploaded file. Thì chúng ta move từ đâu? Cái tham số đầu tiên nó chính là cái TMP name của cái file ảnh chúng ta up lên. Cái tham số thứ hai nó chính là cái file name mới chúng ta sinh ra. Sau đấy này, chúng ta sẽ tiến hành là xóa cái đường dẫn tương đối này đi. Bởi vì cái ảnh nó hiển thị ra thì nó sẽ hiển thị ngay từ cái chữ upload này này. Bởi vì upload của chúng ta nó nằm ngay thư mục ngoài mà, nó sẽ lấy ảnh từ đấy chứ nó không lấy ảnh từ tầm trong thư mục con của chúng ta ở đây. Xong rồi sau đấy cái hàm move này nó sẽ trả về true hoặc false. Thì mình thường hay làm là nếu mà upload thành công thì mình sẽ update cái trường emit, còn nếu mà không thành công thì mình sẽ bỏ qua cái trường đấy và giữ nguyên cái giá trị hiện tại của nó. Ok, bài học chúng ta hôm nay đến đây thôi. Chúc các bạn học tốt.